Vận động viên Nguyễn Thị Huyền bất ngờ tái xuất ở giải điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2019. Trở lại đường đua sau 10 tháng thai sản, nhà vô địch châu Á 2017 đã khẳng định đẳng cấp khi giành chiến thắng ở cự ly 400m rào nữ. Đồng thời, Nguyễn Thị Huyền cũng đã giúp cho Nam Định có được tấm huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 4 lần 200m nữ. Sau thành công vang dội tại SEA Games 2017 và giải vô địch châu Á 2017, Nguyễn Thị Huyền bất ngờ giả từ sự nghiệp, lui về chăm lo gia đình. Quay trở lại thi đấu tại thời điểm này, Nguyễn Thị Huyền khát khao thể hiện mình nhằm được tuyển chọn trở lại vào đội tuyển điền kinh Việt Nam dự SEA Games 30 vào cuối năm nay ở Philippines. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể Thao 360 của Báo Thanh Niên.